Chào các bạn, thì hiện tại thì Quang đang đứng ở hang Thạch Động. Thì đến với Hà Tiên chắc chắn mấy bạn phải ghé với hang Thạch Động. Lý do tại vì sao? Thì đây là một trong những hang đá vôi đặc biệt nhất của Hà Tiên mình. Đến với Hà Tiên thì chúng ta nghe rất là nhiều câu chuyện về Thạch Sanh Lý Thông và những cái câu chuyện huyền bí được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Và được đến ngày hôm nay thì Quang cũng là một cái cơ duyên nữa, Quang đến với Hà Tiên và được chia sẻ về cái hang Thạch Động và câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông là như thế nào. Đặc biệt là nơi đây có một cái giếng gọi là giếng Địa Phủ, nó sâu tới ngoài biển của Hà Tiên này luôn. Thì mong là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay sẽ cho mấy bạn thêm những cái thông tin bổ ích mà khi đến Hà Tiên mấy bạn có thể là ghé thăm nơi đây để thưởng ngoạn về cái phong cảnh sơn thủy hữu tình và đặc biệt là những cái câu chuyện được truyền miệng rất là hay của Hà Tiên này. Thì hãy theo bước chân Quang để khám phá về cái hang Thạch Động cũng là cái câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông ha. Ok, đầu tiên á, đến với cái hang Thạch Sanh Lý Thông, chúng ta sẽ đến với một ngôi miếu, cũng gọi là một ngôi chùa trên đây. Thì bây giờ mình sẽ vào đây để mình tìm được những vị cao niên ở đây để chia sẻ về cái hang Thạch Động này. Thì đến với Hà Tiên chắc chắn mấy bạn sẽ đến với cái hang Thạch Động vì nó rất là đẹp luôn. Đây, lên đây cũng khá là cao á, cũng khá là mệt. Giờ vô đây nha, hãy theo bước chân của Quang nè. Thì hiện tại thì Quang đã tới một ngôi miếu tại trong hang Thạch Động. Con chào cô. Dạ, thì hôm nay con cũng có duyên con gặp cô. Thì hôm nay cô có thể giới thiệu con sơ lược về cái hang Thạch Động mình là cái sự tích ra sao không cô? Dạ, sự tích của Thạch Sanh. Dạ, Thạch Sanh hả con? Dạ. Thì cô Tư ở đây là cô Từ ở đây hay là sao? Ông Từ, Phật tử ở đây ban ngày thôi, dạ. Ban đêm thì có ông Từ ở. Vậy ha. Tại vì chắc cô cũng biết được nhiều cái sự tích ở đây. Dạ, dạ, dạ. Thì cô chia sẻ giùm con một tí để con biết được cái cộng đồng của mình là về với Hà Tiên thì biết được cái hang Thạch Động của mình. Dạ. Ok, đi theo bước chân của Quang với cô Tư nha. Đây là giống hang Tiên Sơn Tự đó. Tiên Sơn Tự. Tiên Sơn Tự. Dạ. Rồi, thôi con, cô đi vô đây nha. Cô ơi, cái chùa mình á là được thành lập hồi năm mấy cô biết không? Lâu dữ rồi Cưng à. Dạ. Lâu dữ lắm rồi. Dạ ha, rất là lâu. Có 3-4 đời đó. 3-4 đời sư. Đời sư cô, sư Nam, hồi Nam rồi đó. Dạ ha. Nhưng mà cái sự tích về cái hang Thạch Động của mình ở đây á, thì con được biết là rất là nhiều người biết đến với Hà Tiên này thì phải ghé thăm. Thì cô giới thiệu con là đầu tiên mình sẽ chia sẻ về cái sự tích nó từ bên đâu đây. Dạ, về qua bên này. Qua bên đây ha, bên trái ha cô ha. Nay cũng có duyên gặp cô á. Dạ. Có nhà người thì cũng không ai biết nha. Không dạ. Có đây là không ai chỉ đâu. Vậy đó ha, dạ. Quá có duyên luôn. Cái hang của công chúa ở trên trên núi đó, ở trên núi đó. Đô sợi dây, có sợi dây bự lắm, sợi dây dạ. Thần á. Rồi mới chàng tin bị cắt sợi dây. Dạ. Rồi mới đứt xuống đây nè. Dạ. Đứt xuống rồi mới Thạch Sanh mới cứu. Mới cứu lên. Rồi mới cứu lên mới thành cái hai cái tượng đá này nè. Rồi bây giờ cô chia sẻ, cô chỉ giùm con nghe để con quay cận cảnh nha. Rồi. Thì đâu cô chia sẻ giùm con đi cô. Đây là Thạch Sanh với công chúa. Dạ đây là công chúa nè. Dạ. Công chúa. Là dạ xuống dưới đây luôn hả cô ha? Dưới đây hai bàn chân nè. Dạ hai bàn chân luôn. Rồi. Chân rõ luôn. Giờ đây là Thạch Sanh. Ẻo xuống. Đây rồi. Đây là chính giữa sợi dây Thạch Sanh kéo công chúa lên nè. Kéo công chúa xuống. Rồi mới cái cái rìu. Cái rìu. Đây. Rồi con hình dung được rồi. Tức là đây là cái câu chuyện giống như là được truyền miệng, có một câu chuyện dân gian. Dạ. Thì nếu mà tin là nó có, còn dạ, không tin thì thôi chứ dạ, mình đâu biết được là xác thực đó đúng không? Đâu có biết được nhưng dạ. Mà là hồi xưa tới giờ là Khmer mà Thạch Sanh là Khmer mà. Dạ. Dạ. Thạch Sanh là người Khmer. Người Khmer. Vậy đó hả cô ha? Tại vì con được biết là Thạch Sanh con nhớ là ngoài miền Trung hay là miền Bắc mà ta? Dạ. Ở đây. Ở đây hả? Dạ. Thật sự rất là bất ngờ luôn, con mới biết luôn là người Thạch Sanh là người Khmer. Thạch Sanh người Khmer. Đây là cái hang mà lúc trước con nhớ là cái câu chuyện con từng đọc là hình như là Lý Thông lắp cái miệng hang lại đây hả cô? Lắp miệng hang đây. Là ở đây. Là khu vực này. Là khi mà bỏ xuống đây là lắp cái miệng hang đây. Mới Thạch Sanh cứu đó. Dạ. Rồi quá hay luôn, một câu chuyện quá hay luôn. Đây là cái hang như thế nào cô chia sẻ luôn đi cô. Cái hang này hồi xưa lâu dữ lắm rồi, bây giờ nó
thì dân người ta lắp, lắp không có để sợ người ta xuống nó té. Quá hay luôn. Nhưng mà bây giờ là nó sâu lắm hả, cho nên người ta sợ người ta lắp lại. Sợ đó. Dạ. Cô bây giờ mình tiếp tục mình qua phía bên đây hả cô? Rồi qua bên đây. Dạ. Vui quá ha cô ha. Bữa nay được hai cô cháu mình có duyên ghê. Wow, đây đẹp quá cô nha. Ở đây là nhìn cái biển đúng không cô? Ra ngoài biển nhìn ra Campuchia, ra ngoài biển bữa nay. Wow wow. Thì bây giờ mình cô chia sẻ đây là cái hình tượng gì hả cô? Hình tượng ông tiên. Ông tiên ha. À. Ông tiên đó, cầm cái hồ lô đó. Bây giờ mấy bạn sẽ quay máy trực tiếp lên đây nha, xem ông tiên như thế nào. Rồi. Ông tiên. Cô ơi, ông tiên này chắc mình phải cũng phải tưởng tượng ra ông tiên đó cô ha. Dạ. Rõ luôn đó. Tại mình mới lội mình không thấy rõ chứ. Đây con đứng còn hình dung hả? Ông tiên giờ con thấy có cái mão nè. Cái mão, cái chán nè. Cái chán nè. Hai con mắt. Hai con mắt. Hai con mắt mà bạc, hai tóc bạc. Tóc bạc cái chân mày luôn. À. Rồi có lỗ mũi. Rồi, cầm hồ hình như cầm hồ lô kế bên luôn hả cô? Cầm hồ lô qua dọn qua. Cô ơi, cái này giống như cái này giống như là mình tưởng tượng thôi chứ mình đâu phải là thiệt đâu hả cô ha? Dạ, tưởng tượng. Nó hiện lên xuống. Nó cái nước nó cũng hiện luôn. Tại vì theo con được biết đó nha, năm xưa thì ở đây là giống như là nó được biển á, nó ngập lên tới đây luôn. Lên, dạ. Dạ, cho nên là nó xâm thực bởi nước biển, rồi đây là núi đá voi, rồi thời tiết nữa cho nên nó tạo những cái giống như thạch nhũ á, quá đẹp thạch luôn. Thạch nhũ đó, dưới thạch nhũ. À. Đặc biệt của hai cô ha. Mà cô lên đây bao nhiêu năm rồi? 6 năm. 6 năm rồi thì cô khi mà cung ban ngày cô lên đây thì cô cũng quét dọn. Quét dọn. Này kia ha, rồi tối thì không có ở đây, chỉ công từ thôi. Quét dọn xong là mới về, về 6 dọn từ lên. Nhưng mà khi mà cô đến đây rồi thì cô quét dọn thì cô thấy những chư thần chư vị về để báo mộng là chia sẻ gì không? Cô có những cái chia sẻ gì không? Không hả? Không sợ gì hết. Không sợ gì hay không có sợ chưa? Hồi mới vô thì nó lạ lạ, nó lạnh lạnh thôi. Như bây giờ thì bình thường. Bình thường. Cô ở đây dơ nhiều quá con nghe cái mùi á, đúng dơi, không? Ở trên lầu á, chút xíu trên lầu thôi á. Dạ. Thì nó phải chịu thôi, cái nhà của nó này. Ở đây đẹp quá cô ơi ha, cô đây nhìn nè cô. Nó đẹp quá cô. Wow! Cô ơi nhìn ở đây giống như là tầng tầng lớp lớp, quá đẹp luôn nè. Đẹp lắm nè. Anh cameraman quay đây nè, đẹp lắm. Quay một câu nữa. Hiện tại thì Quang đang đứng nhìn ở một cái khe đá từ phía trên xuống thì phía trước mặt Quang là một cái giống như là một cái hang á. Những cái thạch nhũ nó tạo thành những hình thù rất là đẹp luôn cô ha. Rồi thậm thêm nó có những cái hốc đá như thế này nè, chim bồ câu nó ở nữa nè. Ha. Rất là đặc biệt, phía trên là cái nóc chùa của mình nè. Ha. Cô ơi cái này thì nó con dính nó là những cái con hào vậy đó. Đúng không? Lạ đây là hào đúng không? Ừ, giống con hào. Con hào là con hà ha. Con hà. Dạ. Cái điều đặc biệt ở đây á, giống như mình chia sẻ là ngày xưa ở đây được ngập lên nước biển, chính vì vậy ở đây là nằm dưới đáy biển. Cho nên nó có những con hà nó bám trên vách tường như thế này nè. Hiện giờ mình đang ở trong giống như nếu mày xưa ở đây ngập là mình đang ở dưới đáy biển đó cô. Quá đẹp luôn nè mọi người. À, phía trên là một cái giếng ha cô ha. Giống con nghĩ giống hai cái tảng đá nó ghép lại nè cô. Nè hai tảng đá ghép lại nè. À, mọi người thấy kỹ không? Đẹp quá luôn. Bây giờ mọi người mình sẽ ra phía ngoài để cho mọi người xem thử là cái nhìn ra biển Hà Tiên là như thế nào. Đây đi theo Quang nha. Oh. Woo. Nắng quá ha cô ha. À, đó. À. Rồi. Quá đẹp luôn, nhìn ở đây cũng đẹp rồi cô. Ừ, đó. Nhìn xa bên kia là núi gì cô ha? Cái này núi Mũi Nai. Mũi Nai. À. Núi Mũi Nai rồi qua lên trên này nè. Dạ. Lên trên này núi qua Campuchia bên này. Đó. Campuchia bên kia là núi Bô Cô, là núi Tà Lơn. Núi Tà Lơn. À Tà Lơn, nguyên cái dãy Tà Lơn bên kia. Đây là nhìn thấy núi Tà Lơn luôn. 3 cây số là tới danh của Campuchia rồi. À đó, lên đây là cameraman của ta casino đó. À con thấy rồi, casino bên kia ha. Đó cái nhà nó từng đó. Dạ. Rồi giờ qua bên đây là của mình nè. Ồ, ở đây nhìn phía bên đây là núi Bô Cô, còn gọi là núi Tà Lơn của Việt Nam mình gọi. Dài qua đây thì đây là Mũi Nai nè ha, dãy biển Mũi Nai nè. Wow. Ô khu quốc đằng kia kìa. Ô đây thấy hết luôn nè. Thấy trời trong là thấy hết rồi. Dạ đẹp quá cô ha. Đó. Rồi. Thôi, cái hang này một cửa ha. Cái này một cửa. Đây là một cửa ha. Đầu tiên là hang này nó chỗ ra một cửa nè. Cửa trước là cửa 1. Dạ. Cửa này cửa 2, cửa thạch xanh cửa 3. Dạ. Giờ mình đi vô cái hẻm này ha, qua thêm một cái nơi nữa. Cửa 4 nè. Cửa bên đây cửa 4 nè. Ồ, đi trong đây giống như mình đang đi trong cái lòng núi á, đẹp quá cô ha. Đẹp quá luôn.
Đây là cửa 4. Đây, ở đây thì nó mát hơn nè, đây nó khuất nắng này ha. Ok, có cái cây đẹp quá cô. Cô đó cây đó, cái cây gì nó giống cây gòn mà không phải. Vậy ha, đẹp quá ha, nhìn nó từng từng từng. Ồ. Nè, ở đây nè mình nhìn vô là đẹp lắm cô. Nhìn vô đây nè. Đó. Dạ dạ dạ. Quá đẹp luôn nha. Tại vì ở đây trước đây thì nó nập nước biển á cô, cho con nghĩ là sóng nó đập vô nhiều như thế này nè, nó tạo thành những cái hốc đá nè. Quá đẹp luôn. Dạ. Dạ dạ dạ. À, cô chỉ con phía bên đây là cái cánh của con đại bàng nè, phải không cô? Cô chỉ giúp con chỉ bên đây đi. Đi, con cô vô đây ha. Thôi, hồi cứ chờ chút nha. Dạ. Đây rồi, cô đang chỉ lên nè, quay cô nha. Đây là con chúa chỉ tề. Dạ. Đại bàng tha về đây. Ha, đây là đó, con chúa chỉ tề. Đại bàng tha về đây, không thôi bị chàng tinh bắt. Dạ. Đó, đây là con chúa chỉ tề. Trong chúa chỉ tề đó, rồi cái chàng cái cánh đại bàng đâu cô? Cái cánh đó. À, cái cánh trên đó đó ha. Cái đầu thì ở trên lầu. À, tức là ở đây là cái cánh nhưng cái đầu đó ở trên lầu. À, tức là bây giờ như thế này. À, trước nhất á, là đây chỉ là một cái hình tượng trên đá nó in lên thôi. Còn đúng hay không á, thì tùy theo mọi người tưởng tượng. Nói gì cho rõ để mọi người hiểu lầm. Là 90 rồi đó. 90% ha. 90% là ta lại ta thấy là ai cũng vậy. À. Thì quan là cái người chia sẻ chân thật thôi đó, bây giờ mọi người cứ thấy kỹ đi ha. Còn ở đây á là cái cánh, còn phía trên kia là cái đầu. Một tí nữa cô chỉ con luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi di chuyển qua phía bên đây nha. Mình cô ở trong này là cũng như khách nói, người nào cũng tin chân á, chỉ ít lắm một người hai người chỉ nói là không có, nhưng mà sự thật là trong lòng người ta nói vậy ta cũng tin. Dạ. Tin tất cả là tin hết. Dạ. Cô ơi, cho con hỏi là cái giếng này á là như thế nào vậy cô? Thì cái giếng này hồi xưa là nước mặn nó lên. Dạ. Nó rút nước ròng, nước lớn, người ta thấy nó rút gì, người ta mới lấy hai trái dừa khô, ta mới thắt dấu, rồi mới thả xuống rồi nó mới rút ra hai ngày hai đêm, rút qua ngoài biển. Rút qua ngoài biển tức là cái hang này nó thông tới ngoài biển luôn. Như là... Vì là nó cũng có một cái sự tích cũng khá là hay. Nhưng mà con còn nghe nói khi mà con đọc trên báo chí đài của mình nha, thì đây là cái giếng mà ngày xưa Thạch Sanh đi từ cái đường này đến đây để cứu công chúa. Đúng không cô? Con nghe nói là vậy thôi, còn đúng hay không thì mình không biết. Dạ. Thì mình thấy là cũng đó, cái hang này cũng nói nhiều cái sự tích. Như cô con nghe nói nghe cái hang này nó sâu, giống như người ta gọi là hang, giống gọi là hang địa ngục. Địa ngục sâu nhất luôn. Sâu lắm. Nhưng mà thường á cô, cái ngày bình thường á, nước nó lên giống như những cái ngày chẳng hạn người ta gọi là gì ta, nước lớn đi, thì nó lên tới đây không ta, nước lên tới đây không? Không, có chứ gì đâu. Bích đây. Ta lấy xi măng ta bích này, ta sợ mấy người khùng khùng xuống. À. Mấy người nó thử á. Thử thách đi, chui trong có gì không á. Cho nên ta. Cô, nhưng mà khi mà từ xưa nay có nhiều người ta chui xuống dưới mà xảy cái hiện tượng như con. Không có đâu, mà phải ngừa gì đó. Dạ. Chứ không là có nhầm thằng nó khùng nó xuống tuốt dưới đó kìa. À. Đó. Có. Vậy ha. Okay, coi. Chú Tiểu xuống lộm rác lên hoài mà không biết ở chỗ này có bích không, mình không biết nha. Dạ, dạ. Bích vậy nè, chặn mình cho người ta xuống á. Đặc biệt là cái hang này, hang địa ngục. Dạ. Quá ly kỳ. Rồi. Trên đây có cái Phật nổi hả cô? Ừ. Dạ rồi. Đó, Phật nằm trên, Phật đứng ở trên. À. Đó, vậy đó, đó cái mình đó, Phật Thích Ca gõ luôn khứa đó. Giờ dạ. Bên đây Phật con, dạ. Có cánh tay nữa đó. Dạ. Ừ. Ô cô ơi, đặc biệt quá hả cô ha? Ừ. Cô ơi, cái này là một cái khối thạch nhũ mà khi nó nhiễu xuống như vậy, qua những cái năm tháng để tạo thành những cái hình thù giống như một vị Phật của mình. Ừ. Dạ. Nó hiện gì? Nó nằm ở trong cái hang này ha. Ừ. Ờ, trên đây nó nhiều dơi quá nè. Ừ, ôi nè, mọi người thấy không? Quá nhiều dơi luôn. Thấy mình thấy rõ luôn cái gì ở dưới đó, cái kỳ lân á. Kỳ lân ha. À. Dạ. Đó. Vậy là rõ luôn nè, đó cô thấy không, nhìn nè, đó rõ ghê luôn ra nó. Nó. Quá rõ luôn. Tới đi kìa, không? Đầu có ăn mái đường. Chưa thấy cái cận cảnh như gì rồi còn gì nữa ha. Ừ. Cái đầu không tưởng tượng được. Dạ. Mỗi lần ta thấy là ta thấy có khúc mà ở trên không thấy, bây giờ có đèn thấy ha. Dạ, bật đèn là phải thấy hết luôn ha. Nói có đèn pin gọi cho thấy mà mình. Cô ơi, ở đây thì con nhìn giống một cái hình gì, cô chia sẻ giùm con cô. Đây là cái hình của chàng Tinh. Ồ vậy hả cô ha. Chàng Tinh. Hình như con thấy hai con mắt nè, có hai mũi có miệng luôn ha. Miệng nè.
thấy dạ, miệng rõ luôn, hai lỗ tai luôn. Hai lỗ tai luôn. À, rồi tới cái mình xuống luôn. À, cái mình xuống đây nè ha. Cái đầu thấy không, nó xà xà là chằng luôn. À, giống như đây cũng là mình tưởng tượng khi mà đến đây thì người ta cô phát hiện là những người trước đây phát hiện cô. Mới đây phát hiện. Mới đây phát hiện thôi ha, là cái mặt chằng tinh ha. Đúng rồi cô ơi, nhìn rõ ràng cái lỗ mũi mà nhìn rất ghê luôn á. Mặt ra nè, cái lỗ mũi nè, hai con mắt nè, cái miệng dưới đây nè, đúng không? Ồ. Cái này là mới phát hiện thôi ha. Nhưng mà cũng là một cái duyên ha, đứng đây cái nhìn vô thấy rõ ràng gì hả cô? Dạ, cũng vài năm mà cũng dạ. Hiện thấy mình thấy vậy. Ở đây trên cái nóc chùa này ha. Đó. Mọi người thấy không? Trên đây nhìn lên nha. Đó, mặt trần tinh. Cô ơi, bây giờ mình lên lầu hả cô? Dạ. Rồi. Nay bữa nay phiền cô quá nha, dắt thằng cháu đi quá trời luôn. Ờ. Sạch sẽ rồi, cô quét sạch sẽ rồi. Đây là cái cửa hang thứ thứ năm hả cô? Cửa hang thứ năm. Dạ. Wow. Đẹp quá cô ha. Bữa nay con dòm thấy cô thấy cái thật. Dạ, phát vật trong đó đó ha. Đó, mình dòm lên thấy. À, dạ. Thì trên đây nó có một cái sự tích gì không cô? Trên đây thì không có ha. Ừ. Như rồi cảnh đây thì nó đẹp. Nhìn thì thật sự là giống như hai cái tảng đá nó ghép lại nhau, nó tạo thành khe đá. Nhìn đây nè, đẹp lắm. Mọi người ơi, nhìn thẳng, thật sự mấy bạn nhìn cận cảnh lên giống như hai cái khe đá nó ghép vào nhau, và mỗi cái khe đá đều có những cái hình thù. Tại vì đây là đá vôi mà. Nhưng mà cái xâm thực của nước biển đã hay cô ha. Nó đánh vô, sóng dập dập, nó có những cái khe như thế này. Mà những cái hốc đó con nghĩ là cho mấy con mù câu đó ở là xứng đáng luôn. Tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. À, mình qua phía bên kia hả cô ha? Ừ, dạ. Vậy đó, vậy đó. Nhìn lên. Bây giờ thì mình đang lên phía trên đây. Bên này cửa thứ tư hả? À, thứ tư hả? Bên này cửa thứ năm hả? Thứ năm á. Đây là cửa thứ năm. Ồ. Ở đây là mình thờ Ngọc Hoàng Đại Đế nè, Quan Thánh Đế nè, và những cái vị chư thần. Thích Ca ha. Ồ, cái khúc này cũng đẹp nè cô, cái cửa này cũng quá đẹp luôn. Nhìn lên phía trên, tuyệt đẹp. Đúng rồi, à, đây là có một cái thạch nhũ đưa xuống nè. Ồ, đẹp lắm luôn nè. Nhìn giống như là một cái mỏ cái con gì đưa xuống ha. Dạ, dạ, qua đây. Đây là cái mỏ của Đại Bàng. Đâu cô? Đây là cái mỏ. Dạ. Cái đầu. Dạ. Nó hả gì đó mà chụp vô là nó thành cái mỏ. Gì đó ha. Ừ. Oh, oh. Rồi bây giờ con sẽ quay thêm cận cảnh để cho mọi người xem thử nha. Cái hang, cái thâu, cái hang của vòng chuông. Cái vòng chuông của chùa nè. À đúng rồi. Cái vòng chuông. Đã tới tự nhiên luôn hả cô? Ờ, chứ phải vòng chuông ha. Dạ, dạ, đúng rồi. Ờ, là cái giọng từ mút lên trên đó luôn, nhưng mình không thấy quay được trong đó luôn không? Ờ, không quay tới hù à. Dạ. Rồi bây giờ con cố gắng con quay cái giọng chuông này cho mọi người xem. Bây giờ bật đèn lên nè, quay nè. Bật đèn thì quay được chắc. Rồi, vô đây, vô đây. Đó. Dạ, đưa vô phía trong rồi thấy không nha. Ôi ơi. Ồ, mới ngàn con á. Ôi, dơi quá nhiều luôn. Đẹp ha. Dạ 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 đây nè, đẹp quá, giống như cái vọng chuông vậy của mình ha. Vọng chuông á. Dạ, đẹp đẹp lắm mọi người, nhìn nè nha. Đó mọi người ơi, đẹp lắm. Đó. Ồ. Oh. Như ở đây là một cái giống như cái chuông thẳng từ phía trên đưa xuống nè hả cô ha. Quá đẹp luôn nè, mọi người thấy không? Mà dơi rất là nhiều. Chùm 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 luôn. À. Quá đẹp luôn cô nè. Nó gần hết chưa? Giống như cái vảy ha. Ơi đẹp quá. Ở đây là cái mỏ nè, cái mỏ. Đây là cái mỏ đúng không cô? Ừ. Cái mỏ qua đến đây, đến gần quá không thấy. À đây đây ha, chỗ này thấy chưa cô? Thấy rồi, thấy rồi. Đây. Đây à, dạ. Đây. Rồi. Thấy. Đây là thấy rồi đấy ha. Rồi. Rồi cô chỉ giùm con đi. Đây nè, đó. Cái mỏ nè. Dạ rồi, thấy cái rồi. Mắt nè. Dạ. Cái mỏ lỗ mũi nè, cái mỏ dưới nè. Dạ. Rồi mọi người thấy không? Các bạn thấy không? Đây là cái đầu của con Địa Bàng, cái cánh thì phải nằm ở dưới kia. Đó là cái sự tưởng tượng khi mà đến đây những thạch nhũ nó tạo ra thôi. Đó.
Mọi người thấy không? Quá tuyệt vời luôn, có thiên nhiên tạo tác luôn. Còn tưởng tượng được hay không đã mọi người nghe, chứ không phải Quang nghe. Thì Quang đã nhìn thấy hơi hơi rồi đó, còn lại là mấy bạn thôi. Còn bên đây là cái chuông nè. Ồ, đẹp chưa? Trong đó thì rất là nhiều dơi. À, nhìn như đây cũng đẹp lắm nè. Đó. Wow, 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 đẹp quá cô ơi, nhìn phía trên đây nè. Dạ. À, các bạn ơi, thì bây giờ cũng đã quá chiều rồi. Thì Quang xin phép Quang về để tiếp tục cái cuộc hành trình của mình. Mong là cái video này đến với cái câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông được cô Tư kể lại, thì cho mấy bạn thêm nhiều thông tin bổ ích nữa. Nếu mà đến với Hà Tiên, hãy ghé Thạch Động đi. Quang bảo đảm mấy bạn rất là đẹp luôn. Và cái câu chuyện đó sẽ được cô Tư kể lại nếu mà mấy bạn có dịp đến đây. Và chỉ nói là fan của Quang Châu là cô sẽ kể chuyện, đúng không cậu ha? Yeah. Thì con chúc cô Tư thì ở lại đây mạnh khỏe nè, tinh tấn nè, cũng như là gặp những may mắn trong cuộc sống và giữ sức khỏe. Cô không biết chúc con chúc, chúc hả? Chúc cho sức khỏe ha. Dạ. Làm được ha. Dạ. Vui vẻ. Dạ, con cảm ơn cô Tư nhiều. Dạ. Dạ, bao giờ con ở đâu rồi? Con thì ở Đồng Tháp. À. Dạ. Cô ơi, bây giờ con xin phép cô, con đi về. Hẹn rồi. Cô một dịp nào đó. Rồi. Con à. Cô cháu mình gặp ở đây. Rồi. À, cái gì tên vậy? Con tên gì? Quang. Quang. Dạ. À. Nhớ là ai đến đây nói là Quang Châu, Quang. Kênh của Quang Châu đã đến đây xem thì cô cứ chia sẻ thẳng thắn. Rồi. À, chào mọi người nha. Nha. Chào mọi người. Cảm ơn mấy bạn đã xem hết video này. Nếu video hay, mấy bạn có thể nhấn đăng ký phía bên tay phải của Quang ha. Đồng thời, mấy bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của mình xem chung. Điều ấy cho Quang rất là nhiều động lực để làm video tiếp theo hay hơn, hoàn thiện hơn và có cơ hội đi nhiều nơi hơn thế nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn ở video tiếp theo. Bye bye!